18 giờ ngày 12 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu đội tuyển Ấn Độ trong trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Days. Sau màn trình diễn không mấy ấn tượng trước đội tuyển Nga và Thái Lan hồi đầu tháng 9, người hâm mộ rất kỳ vọng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có 90 phút tưng bừng trên sân Thiên Trường. So với lần hồi quân trước, ông Kim phần nào yên tâm hơn bởi V-League đã bắt đầu khởi tranh và diễn ra 4 vòng đấu. Điều này giúp các tuyển thủ duy trì được cảm giác bóng cũng như thể lực ở mức cao. Chính bởi vậy, ông có thể dễ dàng triển khai các ý đồ chiến thuật. Ở lần tập trung này, ông Kim gọi lại 3 cầu thủ cũ là Văn Vũ, Thái Sơn, Văn Khang cùng 6 gương mặt mới lần đầu tiên xuất hiện là Thành Long, Ngọc Quang, Văn Quyết, Đình Bắc, Quốc Việt và thủ môn Trung Kiên. Trong khi theo giới chuyên môn thì trước một đội tuyển Ấn Độ bị đánh giá thấp hơn, huấn luyện viên Kim Sang-sik không thể quá dè dặt. Ngoài việc phải thắng để lấy lại niềm tin, đội tuyển Việt Nam còn phải thắng đậm, thắng đẹp. Việc chỉ phải gặp Ấn Độ thời điểm này là cơ hội tốt để tuyển Việt Nam hoàn thành hai mục tiêu giành chiến thắng và thể hiện màng miếng trong lối chơi. Được chơi trên sân nhà, có lực lượng gần như mạnh nhất, nên việc bung hết sức để chơi cũng sẽ giúp huấn luyện viên Kim khám phá thêm tiềm năng, giới hạn của từng vị trí, để từ đó đưa ra điều chỉnh phù hợp ở chặng đường sắp tới.